đến đây rồi thì chúng ta hôm nay sẽ thử đi leo cái con dốc lên đèo Huy Hòa nha mọi người. Bình thường thì Thi sẽ ít khi muốn vừa một tay cầm điện thoại một tay chạy lên cái con dốc này, tại vì đường nó khá là mềm nghèo. Hôm nay thì tự nhiên có cái mong muốn chinh phục thử. Thế thì chúng ta chạy thử thế nào, chạy chậm chậm an toàn là trên hết nha. Lát nữa xuống chỗ đèo Phú Tài thì được vừa đến cái lúc đổ xăng luôn. Đây là chúng ta vào Bình Rán rồi nha mọi người. Bên trái là cái khu Hoàng Anh Gia Lai cũ á, nay đổi tên là Dakha Resort. Đây là đường lên cái đèo Huy Hòa nha mọi người. Bên rẽ phải thì chúng ta sẽ đi đến Vít Mình á. Mình ngoại tay rồi, mình phải đổi tay xíu để chạy lên đó cho nó an toàn. Thì con hiện con dốc này thì nó không có quá cao, nhưng mà ở cái điểm này thì đường nó hơi ngoài nghèo một xíu. Đây thì trời mới mưa xong, lên đây là mát lạnh luôn. Trên này có một vài quán cà phê á, chiêu về Quy Nhơn rất là được nha mọi người. Tuy nhiên thì Thi đợt này vợ đi làm, ít đi cà phê một mình, không thích chiêu trên này. Đấy, vợ ở nhà thì ý gái của Thi lại thích, không thích hợp đi những khu vực này vào ban đêm hoặc là buổi quá sớm. Đấy, nên là vẫn chưa. Tóm lại là rất là nhiều lý do mà thì vẫn chưa có thể là thưởng thức được các cái quán cà phê ở trên này, nên chưa có cái thì cơ hội review cho mọi người. Đấy, đấy cũng là một điều rất là đáng tiếc, và hy vọng rằng trong những cái video sau thì Thi sẽ có cơ hội giới thiệu tất cả mọi người. Đấy cũng là một cái điểm để chúng ta chờ đợi những video sau của Thi, đúng không nào? Rất là cảm ơn tất cả mọi người đã đồng hành với Thi trong thời gian qua nha. Đây, ở đây thì tập thể dục leo dốc, bao vị rất là ngon lành lắm. Đây, hướng cái đây thì nếu mà chúng ta đi qua đèo Khánh Vĩnh rồi thì thấy cái đoạn mà mưa thế này thì giống hệt những cái vách núi trên đèo Khánh Vĩnh á, có những con suối chảy róc rách hướng lên đó mọi người. Đèo Khánh Vĩnh hay đèo Sông Pha thì đều có những cái cảnh nó tương tự thế này, chỉ có điều là nó dài và treo leo hơn rất là nhiều so với những cái con đèo ở Tây Bắc thì không ăn thua. Tuy nhiên thì ở miền Trung chúng ta thì nó là một trong những con đèo khá là thú vị, đáng để phượt không mọi người. Mình đã phượt rồi, nhưng mà thời điểm đó thì mình không có ghi video lại được. Thì mình đi làm mà trên đó thì mình chỉ chạy thôi. Thôi có hôm đi hai người, nhưng mà cũng hồi đó mình chưa làm video đây, không ghi lại được. Đó, hôm nào mà các bạn mà thích vượt thì có thể là tham khảo cái lộ trình vượt mấy con đèo đó. Từ Nha Trang ta phượt lên qua đèo Khánh Vĩnh này, lên trên đó yên chơi ngày một đêm, xong rồi đi lên quanh Đà Lạt, xong rồi mình xuống chỗ con đèo Sông Pha, mình về Ninh Thuận, vòng lại Nha Trang. Nếu như ta có một lộ trình như vậy khá là thú vị á, từ Sài Gòn ra chúng ta vẫn có thể đi được vậy đó. Đây là chúng ta lên được quốc lộ rồi nha mọi người, và bây giờ thì mình sẽ đổ lại con đèo, quay trở lại cái khu vực là siêu thị Gâu nha. Đây, Quy Nhơn nè.
mình đi quá rồi. Có cái điểm kia nhìn Quy Nhơn quá đẹp. Ở chỗ này nè, mình có mấy cái quán cà phê á, mọi người có thể ghé qua nha. Vườn nhà, ở đây có quán vườn nhà, chiều rất là chiều luôn. Ngay cái đoạn dốc lúc nãy mà thì đi ngang qua thì mọi người cũng có thể là lên cái quán. Nó ở con đường đối diện thì chúng ta còn có thể thấy được, ngắm cây dần rất là chiều luôn. Lên quốc lộ thì đặc sản Suối Lớp. Dọc cái con đèo Quy Hòa đi cũng rất là ok nha mọi người. Tuy nhiên là mọi người đi ở đây thì nên đi trời nắng xíu, trời mưa thì thứ nhất là cảnh chúng ta nó hơi bị tối, còn thứ hai á là đường nó khá là trơn nên đi cũng khá là chật vật một tí. Xe lớn đi qua thì đường hẹp đó, khá là nguy hiểm. Đấy là kinh nghiệm thôi. Còn nên cho anh em mà cuộc chuyên nghiệp rồi thì vô tư cái đèo này ăn chui gì nha. Ngày xưa khi còn trẻ mình đi ở Đắk Nông thì mình mê nhất cái cảnh cái đoạn nối từ Đắk Sông lên Gia Nghĩa mọi người, rừng thông mà không khí rất là mát mẻ luôn. Ngày Tết mà các bạn phượt từ Gia Nghĩa về, đó là đi xe máy về, trời ơi đoàn đoàn người chạy luôn. Xong rồi cái bướm vàng á nó bay từng đàn nó hòa vào dòng người rồi hoa dạ vì lớn và đẹp ghê luôn. Đấy. Thời điểm đó mình phượt một lần thôi, mình chỉ phượt một lần nhưng mà cái cảm giác đó nó rất là phê phê kiếm dài luôn á. Ok, chúng ta đã đến hết con đèo rồi. Chuẩn bị về thành phố nè. Ở đây là đi Sài Gòn rồi thì hay dừng ở đây, bến xe đưa đón ở đây. Đi Đà Lạt thì cũng dừng ở đây luôn. Bây giờ ở đây hiện tại là bến xe, nhưng mà nhiều người cái xe ở bên ngoài á, không có vào bên trong. Mình hay đứng ở góc bên này nếu như mà muốn đón xe bên ngoài. Ok, và Thi xin phép dừng video ở đây nha. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi.